chào cả nhà. Bữa nay mình sẽ nấu một món rất quen nhưng mà rất lạ nha. Đây, không biết có ai món này chưa? Chả giò bắp cải nha. Ok, let's go, đi làm thôi. Đây, hành nha. Rồi, cái này là hành tây. Rồi, đây là bắp cải trái tim mình cắt rồi nè. Đó, bây giờ là cái gì biết không? Mình sẽ bóp với lại muối để cho nó ra hết cái nước trong đây. Cái này rất là nhiều nước. Làm cái chả giò của mình nó ướt nhem luôn á. Mình bóp với muối để lát nữa nó ra hết nước, ra bớt cái nước rồi mình sẽ trộn lại, bóp nó nhỏ lại ha. Nhìn nó nhiều vậy thôi chứ lát nữa cho vô trong thịt thì nó cũng không có bao nhiêu đâu ha. Nên là rửa rồi, bây giờ bóp muối nè, đợi tí xíu nó sẽ ra nước nè nha. Đó, ngồi chơi nha, đợi chút nha. Nhìn nó nhiều vậy thôi chứ cho vô trong kia thì thấy không có bao nhiêu hết. Đó, trời ơi, nó ra nước ghê chưa. Ráo rồi đó ha. Tiếp nè, hành sắp rồi nè, cho vô. Có thêm tỏi thì cũng được. Nếu mà làm cho cuốn ăn thì cuốn là em của mình á thì không cần thêm tỏi đâu, cứ la banh trời. Tỏi ăn thì rất là tốt, nhất là cái ruột cứng này, cho nên thêm một xíu đi. Nhưng mà hành tỏi ăn để cho nó tốt cho cái đường hô hấp. Mình cũng rất là hay bị ho hen này, cho cái mùa cứng mình nghe cứng mình sợ lắm. Rồi, hành cắt nhỏ, tỏi cũng cắt nhỏ. Ăn hành tỏi cho nó tốt nha, tốt cho đường hô hấp nè. Là đây là cái tô của mình làm nha. Với 400g thịt heo mình mua ở siêu thị thì mình làm với gần 3/4 cái cải trái tim nhỏ nhỏ vậy thôi, rất là cute ha. Đó. Rồi thì bây giờ với lại xíu tỏi với xíu hành, giờ nêm nè, bột ngọt chút ha, ít thôi. Rồi, chắc là phải có muối nè. Rồi, cũng một muỗng ha. Ảnh thích ăn mặn. Một muỗng không ta? Nửa muỗng nữa đi. Bắp cải nó cũng hơi mặn mặn nhưng mà không mặn lắm. Rồi, tiếp nha, mình cho hạt nêm vô. Xíu hạt nêm. Đường ha, đường thì optional thôi. Đường này đường cà phê nó không có ngọt lắm đâu. Chắc chắn là phải có tiêu nè. Muỗng tiêu nè. Với cái nữa cho nó mềm nó dễ trộn, mình cho thêm dầu tỏi. Hôm bữa làm bánh canh có còn ít dầu tỏi đây nè. Này là tỏi phi, hành phi xong rồi thì nó có cái dầu như thế này. Đó, bỏ tủ lạnh, cho vô một xíu, nhiễu hết chưa. Rồi, để trở lại, để vô tủ lạnh tiếp. Hình như là để ở ngoài cũng được, nhưng mà thôi, cho vô đây cho nó chắc ăn. Với lại hầu hết là mình nấu gì xong mình cũng phải bỏ tủ lạnh liền. Ảnh rất là sợ nó lên men này kia. Lên hay không thì đâu có thấy được đâu. Nhưng mà ảnh dị ứng với những thứ đó. Chắc chắn một điều là nấu xong bỏ tủ lạnh. Rồi, cuốn chả giò thôi. Đây là nhân. Đây, nãy giờ chưa nhìn cái nhân đúng không? Đây là cái nhân. Thơm mùi hành nha. Rồi, để chả giò lên, một chén dầu ăn, một chén nước để nhúng. Rồi, bánh tráng đây,
là nhiều để mình để đông lạnh luôn ha. Rồi bây giờ thấm nước nè. Thấm thôi, đừng có nhúng vô nha. Nhúng vô là một hồi nó ướt, nó chèm nhẹt là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nó ướt mà đem chiên lên thì nó nổ banh đầu. Thấm hơi hơi thôi. Rồi, lọt qua. Đây là cái bề nhám của cái chả giò nha. Nấu cái bánh tráng nha. Ồ, hay là làm, mình làm English version nhỉ? Lâu rồi mấy bạn không có học tiếng Anh, chắc cả tuần lễ hơn. Có nhiều bạn nghỉ từ trước Tết rồi không có học tiếng Anh đúng không? Quên rồi. Cái này là gì ta? Rice people. Rồi, thịt này là gì? Thịt là meat hoặc là pork là đúng. Nhưng mà cái này là thịt xay. Ground pork. Bắp cải là cabbage. Hành này là onion. Hành này onion là chuẩn nè, hành trắng ha. Tỏi là garlic. Rồi, dầu ăn oil. Rồi, thế thôi, vừa vừa nha. Nước to water biết rồi. Cái dưới này biết không? Cái để mà cuốn nè. Cutting board à. Cái thớt. Cái dĩa là dish. Hoặc là dish hoặc là plate à. Cuốn chặt chặt tay vô. Ok. Rồi, bé trẻ nhỏ. Tiếp. Đôi đũa là gì? Chopsticks. Cái que mà để chóp đồ ăn á, mà phải có hai que thì thêm S là chopsticks. Chopsticks. Rồi. Nhớ ha. We wet. First we wet the rice paper. Just a little bit wet. Okay, put some of our ground meat with cabbage in. All right, we fold the sides. Fold, chữ fold trong cái chữ folder của mình á là gấp lại ha. Đó, we fold. Designed. And now we roll it. Roll. Trong cái chữ spring roll đó. Giả giò đó. Ok. Cuốn chặt chặt lại. Alright. The second one. Chuyên gia lại làm cái bữa cái nhỏ rồi. Cái này bé cuốn của mình ở nhà cuốn giỏi lắm nè. Bé Trà cuốn giỏi lắm. À, nếu không dùng cái bánh này mình dùng bánh pía cũng được, bánh bía. Cái bánh làm chả giò á, màu trắng trắng giống bánh tráng sữa. Nhưng mà bữa nay mà ảnh kiếm cái này không có, cái thứ nhất, cái thứ hai là ảnh không thích ăn cái bánh đó nên mình làm cái này thôi. Rồi, dầu ăn này là để khi mà mình cho cái này vô tủ lạnh nè, mình phải trét miếng dầu ăn để nó không có bị dính lại với nhau. Thì mình lấy ra nó không có bị bung. Nếu không là nó bị bung nhiều lắm. Hơi nhiều rồi đó. Bỏ lại xíu nè. Này, ok. First, we fold the sides. Alright. Then we roll it. Ôi sao càng ngày càng ngắn mà càng bự vậy. Ok. Cuốn cái nhỏ nhỏ lại nè. Alright, you ready for your rice paper? Let's go. First, put your rice paper on the cutting board and make it a little bit red, just a little bit. Both sides, okay. Make it wet both sides, but not too wet because we popped when you fry it. Okay. And if it's too wet, it's really hard to roll it because
this rice paper, this piece of rice paper will turn to be really, really soft. Okay, put some, oh, oops. Put some ground meat with some cabbage in here. You also, you can make with spring roll with potatoes, sweet potato, taro, or carrot, anything you want. But my baby like cabbage, so I just make it with cabbage. All right, put in the top, okay? Then fold the sides. Now roll it. Make sure that you make it tight. All right, cute little spring roll. Rồi, mới vừa hướng dẫn các bạn thức dậy giò tiếng Anh ha. Rồi, hồi nãy mình có nói tiếng Anh là cái gì nè? Check từ vựng nha, bạn nào mà học mình khóa 1 là chắc chắn sẽ biết cái này là cái cutting board, cutting board hoặc là chopping board, mình đọc là cutting board. Okay. Cái này là rice paper, of course. Rồi, quét nó nè ha, và làm cho nó ướt ướt nè, nhưng mà không có ướt nhiều nha. Just a little bit. Ăn mỏng thôi, cho nó vừa hơi hơi mềm mềm thôi. Cái này mà nó ướt quá, thứ nhất là nó sẽ khó cuốn. Thứ hai là khi chiên nó sẽ pop, là nó pop, nó sẽ nổ bông tơ lông hết. Rồi cho cái thịt này vô nè, ground pork, okay, with cabbage, bắp cải. Bữa nay mình làm bắp cải, tương tự mình có thể làm với lại khoai tây nè, khoai lang nè, cà rốt nè, khoai môn nè. Fold the sides nha. Đây, fold the side cuốn, xếp hai bên lại, fold trong cái chữ folder đó, fold the side. Rồi, thấy nó dài dài giống cái kia chưa, bằng chưa ta, cũng hơi bằng đó. Mình chiên da là bị cuốn cái nhỏ cái bự như vậy thôi. Rồi, cuốn hen, make sure it's tight, làm sao cho cuốn cho nó chặt nè, firm, chắc chắn nè. Rồi, the second one, pretty cute. Ok, rồi thôi làm nhanh lên chứ ha. Thôi đói chết. À quên nữa, quên, cái này muốn để tôi làm thì chấm miếng dầu ăn, chét lên cho nó không có bị dính lại với nhau. Chứ không thôi là nó dính, là khi mình tháo ra nó tăm băm cái cuốn của mình luôn. À, rồi, chét dầu ăn vô, bóng chưa? Rồi hả, rồi, đi làm nhanh nha. Rồi, xong một cái mâm chả giò. Giờ đi chiên thử nha. Mình sẽ lấy cái nồi này để mình chiên chả giò nè, để nó nhỏ được ngập dầu chứ nó không có bự ra, nó lan ra như là cái chảo. Thì trong lúc mà mình chiên đợi nó sôi, mình làm bên đây, mình đi ngâm cái bánh nè. Question bread, nó là cái cách là anh tự dịch là bánh hỏi khô ha. Thì mình ngâm, là mọi người sẽ xem thử là bánh hỏi khô thì nó như thế nào nha. Bánh hỏi khô của mình nha, mình ngâm trong nước, cái tô kia nó nhỏ, mình lấy cái tô này đó, lấy nữa coi coi nó sẽ như thế nào. Dầu xém xém soi rồi nè, đợi tí nữa, tí nữa nhỏ lửa lại nha, chứ như vậy là không ổn đâu. Thử nè, đó, ok, ngon lành. Bây giờ lửa còn 600. Gác lên đây. 400 để cho an toàn. Hai cái này, thử hai cái trước thôi. Mình còn phải chiên lâu lắm. 400 thì cũng ổn ha.
Thì chiên bánh tráng thì chắc chắn nó sẽ phải bóc bò lên rồi. Nè bóc bò nó bị nó bọt bọt như nè, nó hơi bị nó làm như vậy đó nè, đó nó xù lên thì mới ngon nè. Chắc nhỏ một cái nhỏ 200 đi cho nó an toàn. Đấy, hai cái này cũng hơi nóng rồi đó. Rồi hai đứa ở yên đó nha, còn nó bắt vào nó xù lên thì chả vào bánh tráng nó sẽ xù lên vậy. Mình chưa có thử bánh ghế bao giờ mà cũng không biết nó bánh ghế ở đâu luôn. Bánh ghế thì nhìn nó cũng giống giống cái bánh hỏi vậy nè, nhưng mà chắc là sẽ khó cuốn. Mình thấy cuốn bánh bía là dễ chịu nhất. Bánh bía là một bịch 30 cái là cuốn là đẹp nhất, là không cần phải thấm nước, không phải sợ nó văng. Ê, trời ơi nguyên con bánh bubble chà bá luôn nè. Nè. Lăn 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 nó cho nó không nó văng lắm đó nha, văng. Chỉ có 200 thôi. Dễ chỉ có 200 thôi nè. À, cái này là mình chưa có lấy tâm, mình ghim 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 vô. Có nhiều người ta lấy tâm, người ta sẽ xăm 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 vô, nó không có bị nổ ra. Nhưng mình thấy hiện tại như vậy cũng vẫn ok, để mình cuốn bánh tráng cũng khá là dày ở bên ngoài. Chà, dữ không? Rồi nghe cái tiếng vui tai ghế rồi. Nó tiếng thích lắm luôn. Từ từ mình chín thôi. Mình yên đó nha. Cái bình tĩnh mình chín thôi. Chở hai miếng nữa nha. À, trong lúc đợi cái hà nó chín thì nó còn bắp bò cũng lâu lắm, nó chưa có vàng hẳn đâu. Ok mình vậy thôi chứ bên trong nó còn chưa biết được, từ từ thì làm ơn đi check cái này coi mềm chưa. Ok rồi nè, đạn quạng là cái này nó mềm xèo là nhịn luôn á. À ha, cái nước ra trời ơi, đạn quạng hỏi đổ nguyên cái tô bây giờ. Rồi làm thêm cái này nữa, một cái chén mỡ hành. À, bây giờ trong cái mỡ hành này cho gì? Cho cái muối, bột ngọt, xíu đường nha. Đây nè, mình có chả giò ra rồi, thêm hai cuốn nữa. Cái camera này cái màu nó vàng nên nhìn chả giò nó đen thui, buồn ghê. Rồi, còn cái này là cái bánh hỏi của mình ha. Cái này sẽ là dẻ. Còn cái này đợi nha. Đây, đợi làm cái này. Cái chả là lát con làm công chuyện nữa nha. Nên bây giờ mình đun chút xíu dầu nè để mình làm mỡ hành ha. Dầu hành với mỡ hành đâu mà mỡ hành. Hành nêm muối đường bột ngọt xong rồi hen. Đó trời ơi. Rồi ok, qua đây cuốn bánh hỏi rồi luôn nè. Dầu này nóng rồi, bây giờ mình sẽ làm dầu hành. U cha mẹ ơi, phải làm cái tô bự để nó văng. Y làm nhiều để hồi mình còn một món nữa phải làm. Yeah. Đây. Rồi. Trộn lên. Đó, làm cái này mỡ hàm mình ăn bắp được nè, à, bắp nướng nè, ăn để lên bún thịt nướng cũng được nè. Trời ơi, cơm tấm mỡ hành. Chuẩn bài luôn. Rồi ok. Bây giờ mỡ hành xong rồi. Mình sẽ bắt đầu trang trí cái đồ ăn của mình nha. Nhìn thành phẩm thôi chứ đừng nhìn lúc trang trí nha. Rồi. Lại coi cái này. Ừ. Mà chưa xong đâu nha. Nhìn trên xuống mới đẹp nè. Mà chưa xong. Ê, quay làm phủ chén nước tương cái nào.
Trời ơi, ở mà đứng ngó, chưa có xong. Nước tương nha. Giờ sẽ có là phải cho tỏi với ớt là chắc chắn rồi. Một xíu tỏi xíu ớt bằm chơi cho vui vậy thôi. Chứ ăn không có tới nhiêu đó đâu. Cái này thì lát nữa lấy đồ bọc bọc lại bỏ tủ lạnh liền luôn nè. À, đường với lại nước tương nha. Anh không có ăn chanh. Cái này chắc ăn nước tương là đúng ha. Rồi, đợi xíu. Đường ở dưới cho nó kẹo nè, vẫn còn đường quậy lên. Rồi nước tương tỏi ớt. Nếu mà mình thì mình sẽ cho miếng chanh nữa. Mình thích chua chua. Không phải một miếng một trái không chừng. Nhưng mà ảnh ăn nghe thôi. Ít thôi, ảnh cũng không ăn cay nhiều. Mà bây giờ ăn hành tỏi thì được, chứ ăn cay thì hơi nguy hiểm. Tại vì tụi mình rất là dễ bị viêm họng luôn. Thì mình đi dạy hồi trước giờ bạn biết, thì cho nên cái cổ họng nó nhạy cảm lắm.